Tại sao người giàu dễ dàng kiếm tiền nhiều hơn? Bí quyết nằm ở năm điều, không phải ai cũng biết. Tư duy và lối sống của một người sẽ quyết định họ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày. Trước sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy những người giàu càng nhanh chóng phát triển khối tài sản cá nhân. Họ kiếm tiền khá đơn giản, còn người nghèo lại khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn kinh tế ổn định. Trong cuốn sách cuốn sách của Nava Dunava, nhà đầu tư tài chính thiên tài của thùng lũng Silicon viết có đề cập đến một quan niệm làm giàu của các doanh nhân. Đó là họ biết sử dụng sức mạnh của nguồn lực quan hệ và đòn bẩy tiền tệ để hiện thực hóa ước mơ. Thật ra, người giàu có cũng giống với người bình thường. Mỗi ngày họ cũng chỉ có 24 giờ để sinh hoạt, làm việc, nhưng họ biết tận dụng quỹ thời gian đó cho công việc sao cho hiệu quả nhất. Họ biết cách sử dụng nguồn lực có sẵn để đạt được mục tiêu đề ra. Những nguồn lực này có thể là các quỹ tài chính cá nhân, kiến thức tích lũy, sự tư duy logic rõ ràng và danh mạch trong mọi vấn đề, hay các mối quan hệ cá nhân thông thường những người bình thường không biết cách tận dụng nguồn lực và lợi thế của mình họ không thể lên kế hoạch thực hiện các đòn bẩy tài chính và đấy chính là lý do khiến cuộc đời họ bình thường không có bước tiến quan trọng trái ngược lại những người giàu thường có kế hoạch rõ ràng cho việc nâng cao thu nhập bằng những cách sau một tận dụng tốt đòn tiền tệ để phát triển trong quá trình tích lũy tài sản người giàu thường có thói quen kiểm kê vốn mà bản thân đang có họ luôn hạn chế việc để tiền nhàn rỗi trong ngân hàng mà thay vào đó đầu tư thật nhiều các lĩnh vực khác nhau người giàu sẽ nghiên cứu tìm hiểu các phương án đầu tư khác nhau họ chấp nhận rủi ro và đầu tư vào cổ phiếu trái phiếu quỹ xã hội hay các công ty mới thành lập thậm chí nếu không đủ vốn lưu động họ sẵn sàng vay các khoản vay tài chính để thực hiện hoạt động đầu tư còn với người bình thường họ luôn lo lắng nhìn trước ngó sau tính toàn kỹ càng thậm chí là bỏ lỡ cơ hội để cuối cùng không đạt được thành tích hay học hỏi được điều gì bên cạnh đó có rất nhiều người chi tiêu hoang phí họ sẵn sàng bỏ tiền ra để tận hưởng mua những đồ xa xỉ mà họ thích vô hình bỏ qua tầm quan trọng của việc đầu tư tài chính hai quản lý tốt các mối quan hệ cá nhân lý do người giàu có sẽ càng giàu hơn là ở các mối quan hệ trong quá trình tích lũy tài sản họ luôn cố gắng xây dựng các mối quan hệ cá nhân với mọi người trong nhiều lĩnh vực khác nhau và các mối quan hệ cá nhân sẽ giúp họ có nhiều cơ hội tốt để phát triển họ sẽ thu nhập được nhiều thông tin từ nhiều nguồn đồng thời họ học hỏi và giao tiếp với những người có năng lực hơn mình từ đó sớm hoàn thiện bản thân ba biết quý trọng thời gian những người giàu có là những người biết tiếc thời gian. Họ quý trọng từng phút, từng giây trong ngày. Họ sẽ lên lịch trình, thời gian biểu chi tiết cho ngày. Luôn biết bản thân mình nên làm gì và nắm vững cách sử dụng thời gian sao cho hiệu quả nhất. Thường những lúc rảnh, họ sẽ đọc sách để trao dồi kiến thức hay tiến hành các buổi gặp gỡ nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. 4. Tư duy logic trong mọi vấn đề Những người giàu có, họ sẽ nhìn nhận vấn đề một cách logic rõ ràng và không cầu thả khi đưa ra quyết định họ luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của mọi người trong các tình huống cụ thể và sẵn sàng cho những thử thách mới người có tư duy logic thường đạt được những thành tựu vượt trội trong công việc và cuộc sống một số biểu hiện của người có tư duy logic là tập trung cao độ làm việc theo cách riêng thường xuyên tranh luận và đặt câu hỏi có tính kỷ luật cao giao tiếp hiệu quả có tính sáng tạo tóm lại tư duy logic không thể tự có nó cần một quá trình học tập rèn luyện không ngừng nếu bạn muốn trở thành người có tư duy logic để đạt được thành công vượt trội trong cuộc sống thì bạn cần lên kế hoạch thực hiện ngay lập tức năm đầu tư đa dạng nhiều lĩnh vực sở dĩ người giàu có thể kiếm tiền nhanh là bởi họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực mà người bình thường không dám thực hiện vì biết tận dụng các đòn bẩy tài chính từ các quỹ đầu tư và có phương án triển khai rõ ràng nên họ nhanh chóng đẩy sự giàu có của mình lên một giai đoạn khác tóm lại người giàu dám đầu tư mạnh tay và chấp nhận rủi ro cao Tuy sông sáo không phải lúc nào cũng thành công nhưng chắc chắn sẽ không mãi nghèo. Nếu bạn muốn sớm đạt được thành tựu lớn, sở hữu khối tài sản cách xù thì cần cố gắng không ngừng học hỏi. Hoàn thiện bản thân, đầu tư cho tri thức, mở rộng các mối quan hệ, biết quý trọng thời gian và tận dụng tốt các đòn bẩy để từng bước tiến bộ.